Bạn có thực tài, chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty MCB thực hiện. Chương trình được phát sóng vào lúc 21:30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, đến với sân chơi này để ta chứng minh được nỗ lực và năng lượng của mình với những cái niềm tin, thì tôi hy vọng rằng tất cả các bạn sẽ giành được giải thưởng là cao nhất là 100 triệu đồng. Bất kỳ tiết mục nào đến đây đều phải vượt qua hai ban giám khảo hết sức là khó khăn, thưa quý vị. Đầu tiên sẽ là 50 vị giám khảo khán giả. Chúng tôi xin giới thiệu những người hết sức là quen thuộc: đạo diễn Lê Hoàng, bà mối hay soi Cát Tường, một anh chàng cao to đẹp trai dễ thương Minh Nhí, ca sĩ Phương Thanh. Thưa quý vị, mỗi tuần trôi qua, một vị giám khảo khách mời vẫn còn cái ghế trống đó. Giám khảo thứ năm sẽ là ai? Mời quý vị chúng ta hướng mắt về sân khấu. Hey mambo, mambo italiano, hey mambo, mambo italiano, go go go, you mix it up Siciliano. Hey mambo, don't wanna attack rebella. Hey mambo, no more mozzarella. Hey mambo, mambo Italiano. Just to get to have the invisible. Mambo Italiano. Italiano, hey mambo, mambo Italiano, go go go, you mix it up Siciliano, I'm gonna persecute your mambo like I'm crazy with the hey mambo, don't want tagliatelle, hey mambo, no more mozzarella, hey mambo, mambo Italiano, chicken enchilada with the pasta and then I'm hey grupa. Phía sau nó trống quá. Cái áo này đúng ra phải là để Lê Hoàng mặc đẹp hơn. Đúng. Lưng Lê Hoàng nuột hơn nhiều. Nhưng mà đấy á là... Trời ơi, gan quá. Anh, làm ơn cho em tham gia ngày hôm nay. Mất công đưa em vô bệnh viện. Bạn có bao giờ thấy Lê Hoàng sexy chưa? Cái đó thì em chưa thấy.
rồi, một lần nữa chào đón sự trở lại của giám khảo thứ năm, ca sĩ Đoan Trang. Dễ thương quá. Ai là đội trưởng? Trời ơi, cái ông nhỏ nhất. Con là gì của các bạn? Con học trong lớp với các bạn. Con tên gì? Minh Khôi. Răng đâu hết rồi? Mắm à. Sao mà dựng răng? Răng từ nhỏ. Từ nhỏ quá. Can đảm. Khôi lớn lên Khôi mới bị. Lớn lên mới bị hả? Bị gì? Nhổ răng. Nhổ răng. Thôi, nhổ răng lần nào chưa? Con sợ ban giám khảo không? Ở đây con có sợ ai không? Hồng luôn đó, phải mạnh vàng gì đó. Há răng ra coi. Mở răng ra. Quyết không mở thấy không? Trời đất ơi, người ta thi nhảy chứ không phải thi răng. Kiểm tra xong hết mới cho thi chứ. Thì không có răng không thi à? Mở miệng ra coi. Miếng quyết liệt luôn. Thằng há răng này là con. Há bự ra. Đó đúng rồi. Các con sẵn sàng chưa? Bây giờ là khởi động đi, khởi động. Mạnh lên, mạnh lên, mạnh lên. Mạnh lên, đúng rồi, thoải mái rồi đó. Thoải mái rồi, cười tươi lên, há răng ra. Có ai rớt răng không? 3 phút dành cho các con. Bắt đầu. Bảo có thịt. Start twerking like Miley, Miley. Stop twerking like Miley, twerking like Miley, like Miley. Stop twerking like Miley, start twerking like Miley, like Miley. Start twerking like Miley, twerking like Miley, like Miley. Start twerking like Miley. Pull up. Các bạn đều là 5 tuổi hết trơn á. Các con đã nhận được 100% bình chọn của khán giả. Có nghĩa là các con có 3 điểm đầu tiên. Wow. Chúc mừng các con. Chào tụi con. Tụi con thấy bài nhảy của mình sao? So với lúc mà mình tập thì tụi con cảm thấy hay hơn hay là dở hơn hay bằng hay như nào? Nói cô nghe coi. Giấu răng luôn mà. Bắt coi cái môi nè. Hay hơn hay dở hơn con? Hay hơn. Hay hơn phải không? Hay hơn. Hay hơn.
cô cũng nghĩ như vậy, tại vì cô thấy tụi con rất là tập trung, rất là chuyên nghiệp ha. Lúc bước ra coi như là chú Quyền Linh chọc gì, có bạn thì mắc cỡ, bạn thì e ngại này kia, nhưng mà nhạc vô một cái tụi con nhập vai liền, nhưng mà nhạc hết tụi con cũng xả vai liền luôn. Cái bài tập thể á, thì thường có một cái điểm mà làm cho người ta đánh giá đầu tiên phải là cái gì để cho người ta đánh giá tốt bài của mình, đó là phải đều. Thì tụi con gần như 90 mấy phần trăm là đều rồi. Rồi thêm một cái nữa là con nít nhảy thì phải sao? Phải đáng yêu. Tụi con rất là đáng yêu. Và cô thấy vậy nè, cô coi tụi con nhảy, cô Phương Thanh quay lại cô wow wow mấy lần luôn. Như vậy là tụi con cũng đã cảm thấy là mình thành công rồi. Các bạn mà ở tuổi tụi con á, 4-5 tuổi trong xóm của cô, giờ ăn bú còn chưa có xong nữa, mà tụi con rất là chuyên nghiệp, rất là tập trung. Cô cho cái bài này điểm tuyệt đối. Yeah. Số điểm từ ban giám khảo chuyên môn bắt đầu. 10 10 10. Cát Tường 9,5 và Lê Hoàng 9. Tổng số điểm dành cho nhóm Tuổi Ngọc là 51,5. Wow. Đó là tiết mục đầu tiên đã hâm nóng sân khấu. Còn bây giờ xin mời quý vị, chúng ta sẽ đến với tiết mục thứ hai. Em xin chào ban giám khảo bên trái, chào ban giám khảo bên phải và chào anh với MC Quyền Linh ở giữa. Chào bạn, bao biểu diễn ảo thuật được bao lâu rồi? Dạ em mới theo đam mê này thì khoảng chừng hơn 1 năm rồi. Hơn 1 năm hả? Chỉ có ảo thuật bài thì không hả? Dạ em có biểu diễn về ảo thuật sân khấu, em chuyên diễn về chim bồ câu. Bữa nay thì em đem đến một tiết mục khác lạ hơn ở chương trình này. Lạ không? Chắc lạ không? Sẽ là hỏi nhẹ nhàng thôi, hỏi nhẹ nhàng quá vậy. Lạ phải lạ nha. Vâng. Ở đây phải lạ mới đọc mới được. Không lạ không đọc là không được à. 3 phút dành cho bạn để xuất hiện cái sự độc lạ. Bắt đầu. Vâng ạ, em cần xin mời anh một vị giám khảo diễn chung với em ạ. Lê Hoàng. Vỗ tay quý vị ơi. Bạn có thật. Vâng, kính thưa quý vị, ở đây tôi có một cái khăn, bạn có thật tài. Ok, và đây là một cái túi không có gì cả. Rồi, bây giờ em sẽ chỉ cho anh Minh Nhí biến mất cái khăn ngay trong cái túi này. Anh hiểu không ạ? Rồi, ok, chúng ta cần phải có cái này nha. Đây là gì quý vị? Đây là gậy phép thuật, còn cái khăn không ạ? Còn. Rồi, bây giờ anh sẽ đứng lùi ra, anh đứng tạo thế đi, anh đứng tấn đi, anh đứng tấn. Ừ, anh đứng tấn cho nó đẹp đẹp. Không. Rồi. Tấn cái gì? Ta nhìn vô đây. Nhưng mà còn khăn. Rồi, bây giờ anh sẽ kêu tôi lên đây. Anh sẽ cầm cái khăn này, cầm cái gậy này nhá. Anh gõ vào đây 3 cái là sẽ biến mất được cái khăn. Rồi anh xoay tay ra. Anh cầm cái gậy này, anh cầm cái gậy, anh quan trọng cái gậy. Không, tôi giờ mới khăn. Rồi, anh cầm cái gậy, anh gõ chặt 3 cái, cầm chặt nha, anh gõ mạnh 3 cái vào là sẽ biến mất được cái khăn. Rồi, anh gõ mạnh. Quý vị ơi, tập trung nhìn kỹ và anh ấy đã biến mất được cái... Biến đâu, biến rồi, giờ cái khăn không biến là không biến. Hả cái gì? Sao? Ủa, nãy em cầm cái cây thẳng mà. Có. Sao giờ bị câu vậy? Hồi nãy thẳng đúng không chị Phương Thanh? Ừ, bạn ấy thẳng không chứ hả? Bạn Minh Nhí phá hư đồ nghề của em. Bạn làm công xong rồi bạn quăng lên cái này. Bạn đổ thừa tôi. Ở đâu mà ra tôi làm công? Rồi thôi bỏ đi anh. Rồi sao làm rồi bỏ lại? Nó đi, mất thời gian quá. Rồi bạn trời ơi, hết giờ rồi. Rồi không cần nói nữa. Bây giờ chúng ta sẽ biến mất cái khăn bằng cách khác. Bây giờ nha. Anh Minh Nhí lấy lại cái khăn lên show lại cho khán giả xem một lần ạ. Lấy cái khăn lên ạ. Anh lấy cái khăn lên nhanh lên anh ơi, hết giờ của em, hết giờ. Trong cái quá trình mà tôi đang mất tập trung em đã lấy cái khăn ra rồi. Quý vị thấy em bỏ khăn vô vỗ tay đi ạ. À. Khán giả vỗ tay quá trời kìa. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ dòng sông lơ đãng nữa nè. Anh Minh Nhí là ảo thuật phiên bản lỗi. Ờ không sao rồi, bây giờ chúng ta sẽ biến mất cái túi này luôn nha. Cái gì? Đổ thừa. Bỏ cái túi vào đây. Và 1 2. Wow. Đó, cái này mới là công nhận nè. Cái này mới là công nhận hay. Bây giờ chúng ta sẽ biến mất một cái gì đó nó to hơn nữa. Rồi, đây. Cái này cái mới là công nhận. Chúng ta sẽ biến mất cái bàn này luôn. Rồi, mời anh Minh Nhí qua đây. Mất cái bàn đừng mất con nghe ông nội. Ok. Không mất anh đâu. Rồi, anh cầm hai thanh màu đỏ giùm em ạ. Rồi, quý vị hãy lưu ý nha. Cái bàn này một là nó có thể biến mất và hai là nó có thể bay lên nha. Nguy hiểm lắm đấy. Gió lên rồi. Ui. Ta biết coi. Có gì không anh, sao nó bay lên vậy?
không tìm ra được cái giống gì. Vỗ tay quý vị ơi. Rồi mà tiếng một của em đến đây là kết thúc mà. Xin cảm ơn anh Minh Nhi rất nhiều. Hay, tôi thấy mà tôi không nói đâu. Bạn sai lầm khi mà ông mời Minh Nhi lên đây. Ảo thuật là gì? Kỹ xảo đúng không nè? Dạ. Nhanh tay đúng không nè? Dạ. Nhưng thật sự tôi đứng gần bạn, tôi thấy rất ngưỡng mộ bạn, là tôi đứng gần bạn mà tôi cũng vẫn không phát hiện ra. 74%, một điểm cũng là một món quà đầu tiên dành cho bạn. Còn bây giờ sẽ là những lời chia sẻ từ ban giám khảo chuyên môn. Mấy mốt em có ra em làm ảo thuật là mơ em mời chị sẽ hợp tác với em. Em mời anh Minh Nhí đó, anh Minh Nhí lo anh dạch mặt, cái anh lo anh diễn. Thích giám khảo đâu có thi đâu, cho nên cái thời gian của thí sinh anh không có quan trọng. Anh làm câu giờ của em cho nên là nó mất đi cái thời gian của em. Chỉ nên mời ban giám khảo một lần thôi. Một trong những cái tiết mục của mình chỉ mời một mối thôi. Chứ đừng có mời hết, mà hết như vậy em sẽ bị trễ thời gian của em. Mà như vậy thì giám khảo đâu có bị trừ điểm mà em sẽ bị trừ điểm. Thứ hai đó là em biểu diễn rất là dễ thương, ảo thuật như không có ảo thuật, tức là rất thoải mái, rất là đời. Cho nên mọi người coi rất là thoải mái. Hoàng thấy là đúng là sai lầm. Cái chuyện là mời anh Minh Nhí, anh ấy... Anh xúi chứ. Đẹp của anh, danh sắc của anh, át của thí sinh ghê quá. Nói tóm lại là tôi với góc độ khán giả thì tôi xem rất là thú vị. Nếu như tôi mong muốn, nếu còn thời gian nữa bạn có thể một vài cái tiết mục ấn tượng nữa thì cái điều này cũng hay. Còn bây giờ sẽ là số điểm từ ban giám khảo chuyên môn. Các tường 9 điểm, Minh Nhĩ 9, Phương Thành 9, Lê Hoàng 8, Đoan Trang 9,5. Tổng số điểm dành cho Vương Lập Hòa là 45,5. Chúc mừng bạn. Với bạn này là như thế nào? Là hai anh em. Hai anh em ruột luôn hả? Dạ. Rồi hai anh em tự lập nhóm luôn? Dạ. Tụi con học được bao nhiêu năm rồi? Dạ tụi con học được một năm rồi. Một năm rồi. Rồi sẵn sàng chưa? Dạ rồi. Cho chú Linh mượn micro này. Khán giả sẽ vỗ tay đồng viên các con. Tinh thần hãy vững lên nào. 3 phút dành cho các con. Bắt đầu. Bạn có thật sai. Cái kết rất là đẹp con ạ. Nhưng mà con chú Linh hỏi, lúc mà tập á, có khi nào nó xảy ra sự cố mà luyện qua cái làm cái bẹp không? Dạ thì lúc mà cái đoạn cuối thì con đỡ em được, em bị đập đầu. Có đập đầu rồi đó hả? Sự cố đó xảy ra mấy lần rồi? Dạ cũng 2-3 lần rồi chú. Trời ơi. 2-3 lần. Trời ơi, tội nghiệp nhỏ không?
Mốt tập mình tập đến cái niệm á nha con. Dạ. Để nhiều lần quá, hai ba lần, nhiều lần quá nó cũng... Niệm sao nhảy? Niệm nó mà tung tưng tưng sao nhảy? Tụi con có thể cho cô chú ở đây biết là tụi con bao nhiêu tuổi được không? Dạ là con năm nay 10 tuổi, còn em con năm nay 7 tuổi. À, 10 tuổi với 7 tuổi mà tụi con có thể nhảy được như vậy thì cô đánh giá tụi con rất là cao. Cái điểm hạn chế ở chỗ là tụi con biểu diễn chưa có cũng như cái gương mặt của mình còn phải sắc hơn nữa. Nhất là bạn nữ á, cô cần cái mặt của Thư á đanh hơn chút xíu nữa, bởi vì cái bài của con á là nó rất là hay, nó lễ hội, nó samba, nó rất là vui, con hiểu không? Cho nên gương mặt của con á nó phải sắc nét hơn, chứ không phải là giống như mình ở nhà mình diễn với anh thì mình lên mình diễn trên sân khấu nó bình thường, mình lo mình tập trung vô bài thôi thì mình quên gương mặt của mình, thì cái đó là nó là một cái điểm nó làm cho kéo cái bài của mình đi xuống chút xíu. Cô thích mấy cái bưng bê của tụi con lắm, rất là chất lượng, nhưng mà tụi con nhớ là tập dẻo thêm để cho mấy cái xoẹt của tụi con, cái chân thấy nó thẳng hơn. Cô cảm ơn hai đứa con. Dạ, cảm ơn cô. À, bây giờ chúng ta sẽ có số điểm từ ban giám khảo chuyên môn. Tổng số điểm của hai anh em là 49 điểm. Lời nói đầu tiên cho phép em Tùng Anh xin gửi đến anh chị ban giám khảo cùng với anh Cường Linh, cùng với tất cả các vị khán giả đang xem chương trình Bạn Có Thật Tài, lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng và nồng nhiệt nhất. Bạn đến từ đâu? Dạ em đến từ Huế. Đến từ Huế. Huế là bạn ở đâu? Dạ em ở Trôi, Lộc An ạ. À vậy à? Dạ. Rồi vào thành phố Hồ Chí Minh được bao nhiêu lâu rồi? Dạ em vào 3 năm ạ. 3 năm? Dạ. Bạn đang làm nghề gì? Dạ em đang đam mê ca sĩ, em đang học ca hát á. Đang học ca hát hả? Dạ. Rất là đam mê hát và nhảy. Dạ. Và bên này đam mê rồi, bữa nay mình thể hiện trên sân khấu, có bao giờ bạn đứng trên sân khấu thế này chưa? Dạ cũng có, em cũng có đi diễn ít ạ. Có lên truyền hình chưa? Dạ chưa. Chưa là dạ. Lên truyền hình á. Đó kìa, đẹp trai dễ sợ không? Đó, đẹp trai đứng kế bên người xấu quắc không? Ồ, đẹp trai, rất là ăn hình ha. Tự tin rồi, bây giờ mình quan trọng là biểu diễn nữa, bây giờ ăn hình cần phải biểu diễn hay nữa. Bạn chỉ có 3 phút thôi. 3 phút dành cho bạn. Bắt đầu. Bạn có thật bay. Quá, xem thật sự là lo đó bạn. Bạn nói là bạn đam mê hát, học hát mà sao bạn biểu diễn cái bộ môn này? Dạ thật ra thì gia đình em cũng khó khăn á. Nhưng mà em rất là đam mê. Được cái em nhảy cũng được. Nên em lấy ngắn nuôi dài. Tập cố gắng tập nhảy, đi nhảy. Để có điều kiện học hát thêm rồi
Mình theo đuổi đam mê ạ. Nghĩa là từ trước giờ đi biểu diễn là đi biểu diễn cái này, chứ không phải là biểu diễn hát. Hát là mình đang học thôi. Dạ. Em ra thì khi cái clip của em á là thấy biểu diễn thể hình á, thì trong đầu chị nghĩ á, thực mấy người thể hình thì thường cứng lắm. Mình không ngờ em biểu diễn thể hình mà em lại dẻo. Cộng thêm cái âm nhạc á, cái âm thanh nó phối hợp vô thì làm cái bài diễn của em nó có hơi rùng rợn, làm cho khán giả như là em diễn gương mặt em là giống như đau đớn mà khi em vặn vặn á, chứ đương nhiên là em không có đau rồi. Thấy rõ ràng em thành công là do cái cảm xúc của em khi em biểu diễn. Bài diễn của em rất là tuyệt. Em cảm ơn chị. Trong mắt chị, em là một người nghệ sĩ thực sự. Chị rất là ngưỡng mộ em. Dạ, em cảm ơn chị. Em có một cái sự lựa chọn giữa âm nhạc và múa nhảy của em, nó kết hợp rất là tốt. Đó là một lựa chọn rất là thông minh của em. Giống như chị Tường nói em là thể hình đó. Chị Tường thì thích thể hình lắm, thích cơ bắp rồi này nọ rồi. Chị hay nghi ngờ, mà. Chị hay nghi ngờ cái kiểu mà quen sáu múi nhiều lắm mà. Có sáu múi chị. Cái kè nó có cơ bắp. Cho nên là chị có những nghi ngờ và chính bản thân chị cũng nghĩ là em sẽ có những động tác thật là chắc, chắc là sẽ thuyết phục, nhưng mà chị lại không nghĩ là em lại sẽ rất là dẻo như vậy. Và thứ ba nữa là em trụ rất là chắc. Cho nên em có quá nhiều cái lợi thế trong cái bản thân em. Ai cũng vậy, trước khi làm nghệ sĩ cũng đều có những hoàn cảnh khó khăn, chị cũng vậy. Nên chị mong là em sẽ là một người nghệ sĩ và em sẽ đi theo nghề và em sẽ có một cuộc sống kinh tế ổn định hơn để cho em có cái sự đam mê của em lâu dài. Em cảm ơn chị Thanh ạ. Chị vô cùng trân trọng khi vẫn có những cái chàng trai, cô gái, những người trẻ khó khăn nhưng mà vì đam mê họ vẫn tập luyện. Và họ vẫn thể hiện cái đam mê của mình qua những cái cuộc chơi, những cái sân chơi như thế này. Thì chị mong là tụi em vẫn giữ vững cái lửa đó rồi vẫn tập. Và chị chắc chắn là em còn đi xa hơn rất là nhiều nếu như em vẫn còn cái máu này và em cố gắng nỗ lực. Bởi vì bài diễn vừa rồi của em xuất sắc. Em cảm ơn chị nhiều. Trong lòng tôi là em là bạn có thực tài. Em cảm ơn anh ạ. Chúc mừng em. Và bây giờ sẽ là số điểm từ ban giám khảo chuyên môn. Bắt đầu. Phương Thanh 10, Cát Tường 10, Minh Nhí 10, Đoàn Trang 10 và Lê Hoàng vẫn là 9.5. Bạn Tuấn Anh có 51.5 điểm. Something in your eyes, going to my the silver screen, and don't even say goodbye. Never gonna dance again. Can't you feel I got no rhythm? Don't easy to pretend. I know you're not a fool. Should've known better than to cheat a friend. A wasted chance that I've been given. So I'm never gonna dance again. The way I dance with you till tonight. Tonight the music seems so loud. I wish that we could lose this crowd. Maybe it's better this way. We hurt each other with the things we want to say. We couldn't be so good together. Couldn't live this day forever. But now, who's gonna dance with me? Please stay. So I'm never gonna dance again. Got to return to the tear. So far, yeah, the world.
rất là hấp dẫn các bạn. Tôi đã nghe bài hát này rất là nhiều nhưng tôi nghe các bạn hát vẫn nó vẫn rất là cao trào và rất là hứng thú luôn rồi đó. 86%, một điểm cộng dành cho các bạn. Còn bây giờ thì mình sẽ nghe lời nhận xét từ ban giám khảo chuyên môn. Tôi thấy Cát Tường cũng lắc lư dữ lắm. Cô ấy đầu giải 3 tiếng hát truyền hình. Bây giờ thì không biết các bạn này thi tiếng hát truyền hình được hay không? Cái đó thì không biết. Tại vì chị Phương Thanh thi đâu có vô đâu. Cho nên là nhận xét đây là một cái tiết mục rất là hấp dẫn. Chị lắng nghe và hòa theo cái âm nhạc của tụi em từ đầu đến cuối, không có rời mắt. Cái thứ hai, nhận xét giọng hát của bạn nữ, giờ chị hay hay dở chị không chưa dám nói tới, để chị Phương Thanh chỉ nói. Những người rất thích hát truyền hình người ta nhận xét đúng hơn chị. Còn chị chỉ nói là giọng hát của em là một giọng hát lạ, rất là lạ và rất là đặc biệt, rất là ấn tượng. Bao nhiêu đó thôi là đủ lấy tiền của khán giả rồi. Đầu tiên là chị sẽ ôm em một cái. Bởi vì lâu lắm rồi chị mới được nghe một cái giọng ca thật là đặc biệt. Vừa có giọng gió, vừa có giọng khào rè. Chị mê giọng hát lắm, chị mê những người nghệ sĩ có tiếng hát như vậy. Trong nghệ thuật thì có những cái trường hợp nó cá biệt quý vị ạ. Đặc biệt quá nó cũng thành cá biệt. Nó sẽ khó đi vào lòng mọi người ở những cái giây phút đầu tiên. Nhưng mà nếu vào được lòng công chúng rồi thì ở rất là lâu. Đây là trường hợp của tụi em. Hồi nãy chị nhìn lên bảng điểm chị cũng hơi buồn. Nhưng mà đối với chị, tụi em là những người nghệ sĩ thật sự. Và điểm 10 của chị cho tụi em, tặng cho tụi em là xứng đáng. Tụi em hát nhạc ngoại á, nhiều khi có một số khán giả người ta không thích. Mà khán giả là số 1. Đặc biệt nha, nhóm các bạn á, tôi nghĩ là khi các bạn ra công chúng là các bạn sẽ được thích, là các bạn hát hay. Khi các bạn có một cái giọng lạ đó thì các bạn sẽ luôn luôn có một cái vấn đề. Đó là nhìn chung từ công chúng á, bất cứ cái gì lạ thì thường người ta không đón nhận ngay đâu. Và điểm nữa đó là khi các bạn đã có một cái giọng lạ như vậy thì thường những người nghệ sĩ có giọng lạ như vậy thì thường người ta sẽ phải tự sáng tác cho mình thôi. Không, nhưng mà các bạn ơi, Trang nghĩ là cứ đi đúng cái con đường mình muốn. Chứ không phải vì như vậy mà mình phải làm cho giống những cái chàng hoàng tử hay là cô công chúa gì bây giờ đang nổi rần rần trên Facebook hay là trên online. Cho nên vẫn giữ những gì mình đang làm. Mình làm sao cho nó thông minh ở chỗ là mình vẫn giữ cái của mình. Nhưng làm sao mà công chúng người ta nhìn vô người ta vẫn cảm thấy thiện cảm với mình. Để cho mình đi được xa hơn, dài hơn. Cho nên vẫn giữ những gì mình đang có nha. Cố đúng gắng. Rồi. Tôi vẫn là tôi các bạn. Cho dù gì đi nữa thì mình vẫn phải là mình thì mình mới lạ, đúng không các bạn? Có một câu rất là hay, đó là tôi đi tìm tôi trong cơn mưa, tôi đi tìm tôi trên con đường vô định. Tôi sẽ tắm mình trong bão tố, mặc cho dòng đời trôi nổi đầy vơi, nhưng cuối cùng tôi vẫn là tôi. Và bây giờ chúng ta sẽ có số điểm từ ban giám khảo chuyên môn. Tổng số điểm dành cho Cốt Ben là 50,5 điểm. Tình yêu tôi vẫn đi tìm,
mừng các bạn. 80% khán giả bình chọn cho các bạn. Các bạn sẽ được cộng thêm một điểm. Đúng là cái tiết mục này thì lạ. Nhưng mà việc đầu tiên là nó lạ kết cấu. Là xin hỏi bạn là cái tiết mục này là solo hay là nhóm nào? Dạ, cái này là solo. Solo, nhưng mà tại sao lại có một lúc bạn đi vào trong rồi lại thay đồ? Thay đồ. Thì đúng rồi không? Cái chuyện đấy là cái chuyện kia. Mà hơi lâu. Của mình thì kệ, nhưng mà ở lâu quá. Đúng rồi, hơi lâu. Đâm ra cái cùng cái người minh họa chạy ra thì là đâm ra là... Bởi vì đã là solo thì không có solo hai người. Có đúng không? Thành ra rằng là cái đấy là một cái là cái chuyện đấy bạn phải giải quyết như thế nào đó. Lột sao trên sân khấu nhanh lẹ. Sân khấu. Cái đấy là một cái về mặt bố cục của chương trình là giờ. Thí dụ như không cần hai bạn này nữa. Bạn có thể là quay người thế nào đó bằng một kỹ thuật nào đó. Bạn sẽ cởi áo ra và nó sẽ... Nên đây lúc ấy đáng lẽ phải dùng hai người minh họa đó, phải có một cái vải cái gì đó thì bạn đi qua cái đấy thì bạn thấy cái đó. Thấy đó. Ta có thể... Ừ. Điều thứ hai là này, hình thể bạn rất dẻo, rất tốt, nhưng cũng phải công bằng mà nói là cái động tác tay của bạn hơi lặp lại. Đến một lúc nào đó thì chúng tôi chờ những cái gọi là những cái gì khác thì nó không bằng cái tay đó. Nhưng mà cái tiết mục của em là một tiết mục múa đương đại, solo của bản thân em, phải không? Thì đúng, anh Lê Hoàng có nhận xét rất là sâu. Và chị xin góp ý thêm, những cái động tác tay của em á, nó nhiều quá đó. Nó làm cho người ta cảm nhận là động tác tay nhiều. Chứ thật ra chị hiểu là đương đại mà em đang muốn lột tả những cái hoang mang, những cái gì đó sâu xé trong lòng của em. Thêm cái cho chị hỏi là điều mà em muốn lột tả ở trong cái tiết mục này là cái gì? Là cái sự mặc cảm đối với mình về cái gì? Về nhan sắc hay về cuộc sống hay về cái gì? Dạ, cái bài diễn này của em thì nói về một người con trai. Thích một người con trai. Nhưng bởi vì mình là con trai. Cho nên là... Mơ ước có, một lần có... muốn được làm một người con gái. Dạ. Và phải đánh đổi... thời gian, công sức, tiền bạc và sức khỏe để có thể đạt được mơ ước tìm đến người con trai, nhưng mà vẫn nghĩ mình không phải là một người phụ nữ hoàn hảo, cho nên mới bỏ đi. Nhưng người này đã nhận ra được cái tình cảm, nhận ra được cái sự chân thành. Ủa vậy nãy giờ cuối cùng là em là con trai? Ủa em là con trai mà. Nãy giờ chị tưởng em là con gái. Thật sự chị tưởng em là con gái. Không, lúc mà em bước ra là thật sự chị muốn hỏi chị Phương Thanh. Mà chị ngại quá, coi như mình có vô duyên hay không khi hỏi ủa thí sinh này là con trai hay con gái. Nhưng mà em ơi, sau khi em nói xong chị thấy là đây là tiết mục rất là hay, rất là nhân văn. Chị coi cái bài diễn của em, chị tưởng cái bài diễn của em là một người con gái. Mà mình cái ngoại hình nó không được đẹp, cho nên là yêu mà không có được. Đó, mà cuối cùng á là mình vẫn để nhắn nhủ cho những cái người mà phụ nữ mà không có được hoàn thiện bên ngoài á, là cứ yên tâm đi bằng một tình yêu chân thật, rồi cuối cùng người phụ nữ dù xấu hay đẹp chủ yếu là nét đẹp trong tâm hồn, rồi sẽ có được một người con trai. Nãy giờ chị tưởng vậy đó, chết rồi. Nhưng mà bây giờ chị thấy con trai hay con gái gì không quan trọng, cái quan trọng là em dám đưa lên cái một cái điều mà nhức nhối, một cái điều mà ai cũng có thể, trong xã hội có rất là nhiều tình huống như thế mà tụi em đưa lên trên sàn diễn như vậy, nó thật lắm. Và chị thấy nó nhân văn. Chị muốn mọi người vỗ tay cho em. Tôi xin cảm ơn chị. Tại chị cắt tường, chị không nghe cái bài hát. Cái bài hát đó là đã tả hết rồi. Cái lời trong bài hát và cái bài hát đã tả hết rồi. Chót sinh ra phần mình trái ngang, yêu đương khác thường, sống giữa đời mệt nhoài, thầm thầm chiều bao đắng cay. Không phải đâu Trang, tại hồi nãy bạn làm nhiều lắm, bạn hai cái tay bạn làm nhiều, cứ như vậy, đúng cứ nó cứ bị lượm thượm cái đó em. Không, để không, thấy không, là không. Cái nội tâm rất sâu sắc. Biết, cái đó biết, là nhưng hay mà nhiều lần. Không phải, nhưng mà quán cái đó là hay đó. Chính xác, nhưng mà làm rất là nhiều lần. Thật sự ra em sử dụng mái tóc rất là tốt. Không, mái tóc ok, nhưng mà cái tay tất cả những cái đó là đúng, cái dằn xé là đúng, nhưng mà em biết không, nó quá nhiều nó hơi nhiều thôi. Ừ, đúng rồi, cho nên là mình có nghĩa là mình bớt lại tí rồi mình tìm những động tác khác nữa, chứ còn cái giật mấy cái đá chân của em rất đẹp và mấy cái rất là đẹp. Nội tâm không ai sử dụng cái dưới nó không có rất là khó. Rồi ý là góp ý hiểu, em hiểu ý anh. Em cái gì mà em cho ăn, giống như bây giờ một ngày cho anh ăn, anh rất thích bún bò Huế, mà cho tôi ăn 5 tô là tôi trào máu. Em nói chung là tiết mục của em hấp dẫn và đặc biệt lắm, bởi vì gây tranh cãi rối nội bộ hết trơn. Gây lộn. Rồi, một tràng pháo tay dành em. Em làm cho bạn dám cảm gây lộn, thấy thành công rồi đó. Và bây giờ tổng số điểm dành cho Trần Thiên Khang là 47.5.
thành đầu tiên cho nhóm Eagle xin gửi lời chào trân trọng và thân thương nhất đến MC Quỳnh Linh đẹp trai và các vị ban giám khảo và các khán giả đây ạ. Lời chào thân thương và trân trọng nhất ạ. Và tiết mục của nhóm tụi em là thi ba cua và sẽ nhào lộn ạ. Có cua rồi, cua ếch gì đó nữa. Cua. Hả? Ba cua và kiểu như nhào lộn á dạ. Nhào lộn nữa, nhào lộn với bắt cua gì đâu đây. Nói chơi cho vui thôi chứ một này cũng quen thuộc lắm, nhưng hết sức là nguy hiểm. Các bạn sẵn sàng chưa? Dạ, nhóm tụi em xin sẵn sàng ạ. 3 phút dành cho các bạn, bắt đầu. Bạn có thật sai. Welcome to Vietnam. Bạn nãy nghe cái rầm thôi. À, bạn nào bạn này hả? Có bị gì không cơ? Em sức dầu không? Được rồi. Đã cái sàn trơn quá phải không cưng? Cái sàn trơn quá đúng không? Sưng rồi nè, đỏ que nè. Qua đây chị coi coi. Dầu vô đi. Đúng rồi. Sưng chứ rồi. Đúng rồi, một cục kia. Lấy dầu giùm. Bắt cua bị cua kẹp rồi. Làm gì đã. Một cục tròn quay rồi bé ơi. À, tiết mục này mình tập bao lâu rồi? Dạ, tập được một tháng ạ. Một tháng hả? Dạ. Cần một cái sự gọi là phối hợp rất là kỹ càng đúng không? À, hôm nay có vẻ rằng thời gian tập cũng hơi ít nên có một vài đôi chút là nó chưa phối hợp kỹ đúng không? Dạ, do là tất cả các thành viên trong nhóm của em á là các bạn đều có công việc hoặc là đi làm, cho nên là chỉ tranh thủ được cuối tuần và buổi tối để tập với nhau thôi. Các thành viên của đội mình làm gì vậy? Các bạn làm nhân viên hoặc là còn đi học đại học ạ. 90% khán giả bình chọn cho các bạn có 2 điểm cộng. Còn bây giờ sẽ là phần nhận xét từ ban giám khảo chuyên môn. Trang cảm thấy là khi mà Trang đến với bạn có thực tài ngày hôm nay á, thì tiết mục nào cũng có cái đặc điểm riêng, cái nào cũng hay hết trơn á. Cho nên không lẽ cái nào cũng cho điểm quá chừng cao. Tại vì các bạn là những người không phải chuyên mà các bạn vẫn bỏ thời gian đi tập với nhau, yêu thích. Cho nên Trang khuyến khích các bạn mà nhớ là an toàn và hy vọng là các bạn vẫn giữ đam mê này. Kỹ thuật của từng người rất là ok, thái độ thi đấu rất là ok. Nhưng mà chỉ có là về mặt dàn dựng. Nghĩa là các bạn là biên đạo, tôi lại phải nói đi nói lại về trên đời nó cứ sinh ra đạo diễn với sinh ra diễn viên là vậy. Mặc dù tôi là đạo diễn chả ra gì, nhưng mà nhưng mà đâu ra không ra gì. Cho nên là khổ thế, là các bạn cứ tự biên đạo lấy là nó có cái nguy hiểm đó đó. Các bạn không nhìn thấy là các bạn nướng quá nhiều thời gian vào những cái phụ, thành ra là nó bị mất cái chuẩn. Nghĩa là ở đây nó nói một cái nghiêm túc là cái tiết tấu của các bạn có vấn đề. Tổng số điểm ta có được là 48,5 điểm. Thưa quý vị, ta đã trải qua tất cả các tiết mục trong ngày hôm nay. Còn bây giờ chúng ta sẽ gặp lại họ trên sân khấu để xem
số điểm của đội nào cao nhất để thi đấu với đội vô địch tuần vừa rồi, nhận giá trị giải thưởng là 10 triệu đồng. Tuấn Ngọc 51,5, Vương Lập Hòa ảo thuật 45,5, tuổi nhóm anh em 49 điểm, Tuấn Anh 51,5, Tốt Ben 50,5, Thiên Khang 47,5, nhóm Eagle 48,5. Như vậy hôm nay sẽ có hai nhóm bằng điểm nhau 51,5, đó là nhóm Tuổi Ngọc Nhảy Hiện Đại và Tuấn Anh Nhảy Popping. Chúng ta sẽ có sự bình chọn từ giám khảo khán giả. Họ sẽ là người quyết định xem tiết mục nào sẽ là tiết mục chiến thắng trong ngày hôm nay. Đầu tiên sẽ là số điểm dành cho nhóm Tuổi Ngọc. 98%. Còn bây giờ là phần bình chọn dành cho bạn Tuấn Anh đến từ Huế, bắt đầu. Rất hồi hộp. 66, 72, 74. 24% không bình chọn cho bạn Tuấn Anh, có nghĩa là chiến thắng thuộc về đội các bạn ở Tuổi Ngọc. Yeah. Rất tiếc bạn Tuấn Anh à. Không sao cả. Anh nghĩ rằng bạn nên quay trở lại vào một ngày nào đó. Các con muốn chiến thắng tuần thì con phải thi đấu với đội đương kim vô địch tuần trước, Comedy Pack Team. Xin mời các bạn trở lại sân khấu. Đây là đội đương kim vô địch tuần 3. Cho tôi mượn lại cúp vô địch. Một cái cuộc thi đấu không cân bằng. Cúp vô địch tuần vừa rồi nó sẽ thuộc về đội nào đây quý vị? Chỉ có cách thi đấu với nhau thôi. Theo quy định các bạn sẽ là người thi trước. Các bạn sẵn sàng chưa? Các con vô trong uống sữa đi con, lấy năng lượng chuẩn bị thi tiếp. Thank you.
trong nghệ thuật á, người ta hay dùng một cái từ thế này này. Dở thì người ta nói dở đúng không? Hay thì người ta nói hay, nhưng mà trong cuộc sống thì dở hay, hay thì còn là dễ. Cho nên là người ta có một cái từ hay, người ta hay gọi là ạc. Một cái gì nó ạc á thì thường là nó có hai nghĩa, là hoặc là nó quá nghệ thuật, hai là nó quá rắc rối. Chẳng hạn như là nếu mà chúng tôi nói chuyện với nhau, hỏi là ví dụ như Phương Thanh thế nào, bảo Phương Thanh cô ấy hát rất hay thì hiểu. Cát Tường thế nào, bảo Cát Tường hát dở thì chúng tôi hiểu. Đoan Trang thế nào, mọi Đoan Trang nó ạc lắm, thì luôn luôn nó sẽ có hai nghĩa. Nghĩa là cô ấy có thể rất là vậy anh, đấy là ví dụ mà cái ạc của anh vừa rồi mà nhắc tới tên em là khen hay chê, nói thẳng ra luôn đi. Thì khi mà nói đi, khi ví dụ là nói là Đoan Trang mà ạc lắm á, thì luôn luôn người ta sẽ nghĩ là hoặc là cô đấy rất thiên tài, hoặc là cô đấy rất khác thường mà không dễ gì hiểu được. Nên là khi cái chữ ạc thì thường nó là như vậy đấy. Thì ở đây cái mục này của bạn nó gọi là ạc, tôi nghĩ là như thế. Bây giờ bảo là nó dở, rất là khó nói, vì nó cũng rõ ràng là thấy cái sự giả dự nó có ý đồ và các bạn bảo là nó hay ư, khó hiểu quá. Nó là vậy nè, cái cô bé kia là dân chơi, bị sa đà vào xong rồi, là em đã chết rồi đúng không? Em tới em níu kéo cô đó, kéo cô ra để cứu cô lại. Và khi mà kéo cô ra lại được thì cô lại bị dụ lại, đúng không? Rồi dụ lại thì em lại tới kéo nữa. Và em cho cô thấy là cái chết của tao ngày xưa nó cũng là như vậy. Đây nè, mày cũng sẽ vào là như vậy. Đúng rồi đó, đúng nó đó. Trời ơi. Thế là Phương Thanh quá nghệ sĩ luôn. Trời ơi, chứ là mình rất là ạc, mình hơn Lê Hoàng. Em chết lên là do cái này anh vừa phản ánh nhiều thứ lắm. Nó phản ánh thứ nhất là cái sự vô cảm của con người bây giờ. Phản ánh thứ hai là cái ăn chơi trụy lạc, thuốc lắc, thuốc lý tùm lum la đó. Và em chết bị sốc thuốc vì nhiều thứ cái tệ nạn khác. Và đây là cái tấm gương nhìn cho bạn này thấy. Nhưng mà nó thật ra nó cao siêu quá đi. Trước khi chấm dứt thì tôi xin đại nói một câu cuối cùng thôi. Có một người phê bình rất là nổi tiếng, họ nói câu này các bạn hãy nhớ nhé. Không phải tất cả những ai giản dị đều thiên tài, nhưng mà phần lớn những người thiên tài đều giản dị. Giáo viên, cảm ơn ạ. Ha ha ha!
tuổi này mà nhớ như vậy ghê thiệt. Chắc là bởi vì bình thường là những cái bài này tôi biết mà làm cái nghề khiêu vũ này là phải gọi là phải hàng ngày tập lắm chứ không là quên liền. Nhưng mà cái dở là gì? Cái dở là thứ nhất á, là hơi căng cứng, không có thoải mái như cái lần trước biểu diễn. Điều thứ hai là thấy cũng phải công bằng mà nói, nó hơi thiếu động tác khó. Thành ra là xem một lúc thì thấy nó hơi bình, nó không có cao trào. Số điểm dành cho các Bách, bắt đầu. Cát Tường 9, Lê Hoàng 9, Minh Nhí 9.5, Đoàn Trang 9.5 và Phương Thanh là 9.5. Tổng cộng các bạn có được là 46.5 điểm. Và bao nhiêu điểm dành cho các bạn nhỏ hồn nhiên, trong sáng, vô tư? Cúp vô địch này sẽ thuộc về ai? Giá trị giải thưởng 10 triệu đồng sẽ thuộc về ai? 3, 2, 1, bắt đầu. Cát Tường 9.5, Minh Nhí 9.5, Phương Thanh 9.5, Đoàn Trang 9 và Lê Hoàng là 8.5. Tổng số điểm của các bạn tuổi Ngọc là 46. Có nghĩa là Comeback Team là đội chiến thắng. Chúc mừng. Chúc mừng các bạn, Comeback Team. Mời ban giám khảo chúng tôi sẽ gửi tặng kỷ niệm chương cho từng đội. Thưa quý vị, các bạn thân mến, chương trình Bạn Có Thực Tài do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với MCV thực hiện được phát sóng vào lúc 21 giờ thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị và các bạn quan theo dõi. Còn bây giờ thì Quyền Linh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.